VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lấp theo âm học. Có một sự thật mà tôi không muốn giấu giếm đến tất cả các bạn. Tôi là một chàng trai hoàn hảo. Gương mặt tôi đẹp như tài tử điện ảnh. Body tôi nóng bỏng như siêu mẫu. Và tôi có một cô bạn gái hot girl, một công việc tốt. Tất cả mọi thứ đối với tôi đều cực kỳ hoàn hảo. Nhưng chỉ có một điểm trừ duy nhất trong tôi, đó là tất cả mọi thứ ở trên đều là tôi bất phép. Nhưng có một sự thật mà tôi muốn nói thật với các bạn là tôi hát karaoke thật kinh khủng khiếp. Rất dở đó các bạn. Đúng là hai tấm bi kịch tồn tại trong một con người hoàn hảo như tôi. Nhưng mà tôi có thể đứng đây và nói với các bạn một điều rằng, tôi khẳng định với các bạn, tật bốc phét của tôi có thể bỏ, nhưng hát karaoke dở tệ như tôi thì gặp bác sĩ giỏi cũng phải bó tay trả về nhà. Thế nhưng bây giờ tôi rất là vui, tại vì bi kịch về câu chuyện hát dở của tôi bỗng kết thúc trong một ngày đẹp trời, khi tôi phát hiện ra trong nhà mình có một vật thể lạ. Đó là gì? Đó là một đầu karaoke đẹp tuyệt vời ở mặt trời. Và ba tôi nhìn thẳng vào mặt tôi phán một câu rằng, phải mua cái đầu karaoke này về thì mới biến một thằng hát dở tệ như mày trở thành ca sĩ. Wow. Karaoke cao cấp Kara M10i nhỏ gọn, đẹp mắt và cấu hình siêu khủng. Nhờ đầu Kara M10i mà tôi có thể phiêu như ca sĩ với các bản video karaoke MV hệt như ca sĩ. Mấy video hình nền cây cảnh hoa lá hả, xưa rồi diễm. Karaoke M10i có khả năng cân bằng âm lượng rất tốt giữa các nguồn nhạc, fix các lỗi âm thanh các bản thu karaoke đã cũ, âm thanh chuẩn như Lê Duẩn luôn. Tôi hát từ nhạc Trịnh Công Sơn hay Sơn Tùng MTB cũng đều hay như nhau. Chưa kể, hình ảnh nét đến Full HD 1080p, nói chung là Full HD không che đó. Cấu hình siêu khủng với bộ vi xử lý Quad-Core 1.5GHz, chip 2 silicon 4 nhân chạy trên hệ điều hành Linux và công nghệ tản nhiệt tiên tiến Fanless. Bạn có thể hát tối ngày sáng đêm mà không lo treo máy hay lỗi máy. Ổ cứng với khả năng lưu trữ khổng lồ lên đến 6TB, chứa đến 100.000 bài hát từ Đông Tây Kim Cổ, nhạc vàng, nhạc đỏ, ballad, nhạc đen, vân vân. Túm lại, bạn muốn hát bài gì là có bài đó. Đặc biệt, khả năng cập nhật bài hát cực nhanh, chỉ trong vòng 20 giây, có thể khiến bạn hát hụt hơi vì tốc độ cập nhật bài hát quá nhanh. Đầu karaoke M10i khối lượng rất nhẹ, màu vàng đồng sang trọng, gồm một nút power và một đèn LED ở mặt trước tinh giản, dễ sử dụng cho cả mấy thanh niên rành công nghệ như mình. Mà cha mẹ bạn cũng rất dễ để thao tác bật mở đầu karaoke đấy. Màn hình điều khiển siêu mượt, cảm ứng nhạy, thao tác tắt bật dễ dàng, nhanh chóng. Tìm bài hát theo thể loại, chủ đề, ca sĩ đúng ý thích và gu của bạn. Danh sách bài hát đủ các phím tương tác. Màn hình đến 22 inch, kết nối không dây với Kara M10i. Tóm lại, với tính năng và cấu hình cao cấp của M10i, đầu karaoke này sẽ giúp bạn thỏa mãn niềm đam mê ca hát của bạn mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà đừng hát vào ban đêm, kẻo tra tấn hàng xóm đấy nha. Bạn đã ưng cái bụng với đầu karaoke M10i này chưa? Đã ưng rồi thì hãy mua ngay đi. Nhưng mà khoan, sự hoàn hảo không cho phép chúng ta mua bừa những sản phẩm kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc. Chỉ có tại VDA, đầu Kara M10i mới đảm bảo, có tem chính hãng, mới 100%, còn nguyên thùng và phụ kiện 100% giống như mô tả. Đổi trả trong vòng 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi sản xuất, bảo hành chính hãng đến 12 tháng. Ngoài ra thì các bạn còn được nhận thêm những phần quà vô cùng hấp dẫn lên đến 1 triệu 100 ngàn đồng từ VDA, bao gồm dịch vụ căn chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500 ngàn đồng, cẩm nang căn chỉnh âm thanh trị giá 300 ngàn đồng, dây audio video xịn trị giá 300 ngàn đồng. Còn bây giờ, việc của các bạn là hãy nhấc máy điện thoại và gọi cho chúng tôi theo số hotline quen thuộc 0902 799 186 để được tư vấn về sản phẩm nhanh nhất các bạn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.